Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 453 rồi các bạn. Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail. Tập 452 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Công Hậu, bạn Nguyễn Minh Chiêu và bạn Tính Nguyễn các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một cô. Cô này hiện tại đang sinh sống tại Mỹ và cô đã gửi mail về để mà kể lại cho kênh chúng ta nghe một câu chuyện do chính người con gái của cô đã trải qua khi mà bạn này là sinh viên của trường y khoa tại Mỹ các bạn. Thì cô kể rằng là người con gái của cô là học để mà sau này là bác sĩ đó. Và trong lúc còn là sinh viên á, thì bạn này học một cái trường á, là cách nhà là khoảng 3 tiếng lái xe. Cho nên á, là cứ cuối tuần á, thì bạn này mới lái xe về thăm cha mẹ một lần. Thì do là còn sinh viên cho nên bạn này rất là tiết kiệm các bạn. Ngay chỗ cái chung cư mà bạn ở á, thì cũng có phòng giặt với lại phòng sấy quần áo nữa. Nhưng mà do tiết kiệm cho nên cứ cuối tuần về á, thì bạn sẽ gom toàn bộ quần áo để mà đem về nhà để sử dụng cái máy giặt với lại cái máy sấy tại nhà. Và cô là cái người mà thường xuyên giúp đỡ con mình á, là giặt nè, rồi nhiều khi á, là ủi giúp con mình, rồi lại xếp đồ giúp con mình. Thì tự nhiên có một đợt đó là cô phát hiện rằng á, là trên những cái bộ đồ của cái người bạn gái này á, là có mùi thuốc lá rất là nồng nặc các bạn. Thì khi mà nghe cái mùi thuốc lá rất là hôi như vậy thì cô có hỏi người bạn này. Cô hỏi rằng á, là tại sao quần áo của con á, là lại nghe mùi hôi mà mùi khói thuốc như vậy. Thì bạn này quả quyết rằng á, là mình không hề hút thuốc và cũng không có tiếp xúc với ai mà hút thuốc cả. Tại vì thuốc lá là một cái vật rất là xa xỉ tại Mỹ. Thì cô có hỏi rằng á, là nếu mà con không hút thuốc á, thì tại sao đồ của con rất là hôi mùi thuốc? Và bạn này cũng hửi đồ mình thì thấy rằng á, là công nhận là hôi mùi thuốc thiệt. Thì cô mới hỏi rằng là những cái người mà học chung với con, những cái người bạn mà học cùng khóa đó, là có người nào hút thuốc không? Có thể là nhiều khi tiếp xúc với họ nhiều quá thì cái khói thuốc á, nó án lên trên quần áo của mình, nó mới hôi như vậy. Thì bạn này quả quyết rằng á, là bạn này và những cái người bạn học chung á, là do là học làm bác sĩ các bạn, cho nên nó là cái việc học của các bạn này rất là bận. Nhiều khi á, là bận rộn từ sáng tới chiều tối luôn. Cho nên á, là không có thời gian rảnh rỗi để mà ngồi hút thuốc đâu. Và bạn quả quyết rằng là không. Thì cô mới thắc mắc rất là nhiều. Tại sao quần áo con mình lại hôi mùi thuốc đến như vậy? Thì cô mới hỏi rằng á, là bây giờ con ráng thôi. Con ráng nhớ lại xem chứ hả, là cái mùi này á, là giống như là mình phải tiếp xúc gần với là cái người hút thuốc dữ lắm. Thì đồ mới hôi dữ như vậy. Thì bạn này đã cố gắng nhớ thì mới nhớ ra và nói với cô rằng á, là đúng rồi, bây giờ mẹ nói thì con mới để ý là cứ có nhiều đêm con ngủ á, thì trong cái trạng thái mà mình nửa tỉnh nửa mê á các bạn, thì bạn đã trông thấy một cái người thanh niên. Mà cái người thanh niên này á, là bạn còn thấy rõ ngồi trên một cái chiếc xe lăn, mà giống như là cái giường bạn đang nằm ha. Thì cái người này ngồi kế giường và ngồi trên xe lăn như vậy, vừa hút thuốc mà vừa nhìn bạn. Và bạn chỉ thấy vậy thôi, mà mỗi lần mà giật mình tỉnh giấc á, thì bạn chỉ nghĩ rằng á, là mình vừa mới trải qua một cái giấc mơ thôi, chứ không có nghĩ là ma cỏ gì hết. Và khi mà kể cho cô nghe cái chuyện như vậy á, thì cô mới hỏi rằng á, là chết rồi, nếu như theo cái lời con nói đó, thì á, là có thể rằng á, là cái chung cư chỗ con ở, là cái chỗ mà bạn thuê đang ở đó, là chỗ này có thể là có vong, có ma. Cho nên á, là thôi con cứ khấn vái và con cứ hả là đốt nhang cho người ta, nói rằng á, là người ta đừng có nhát mình. Thì bắt đầu bạn lại quay trở lại trường, xong cuối tuần lại đem quần áo về nhà giặt.
Nhưng mà tuần này cũng vậy các bạn, cũng còn nghe rất là nặng mùi thuốc lá trên quần áo. Thì cô có hỏi thì bạn này cũng nói rằng con đã làm như vậy rồi nhưng mà không hiểu sao quần áo cũng rất là hôi. Thì hả là từ từ bạn này nhớ ra đó, thì bạn mới kể cho cô nghe một câu chuyện. Chuyện là bạn này có đăng ký một cái lớp mà giống như là tìm hiểu về giải phẫu tử thi á các bạn, cho nên nó là ngoài cái giờ học từ sáng tới chiều ở trường ra thì bạn còn đến cái chỗ này để mà đăng ký xong rồi thực tập để mà mổ những cái xác tử thi á, để tìm hiểu những cái mô đó trong cái cơ thể người của mình. Thì khi mà đăng ký á, là trong cái lúc đăng ký thì bạn có đi dạo quanh cái phòng mà cái chỗ mà học á, thì có rất là nhiều xác, xác đàn ông có, xác phụ nữ có, và những cái xác này á, là do những cái người mà người ta hiến cho y học á. Thì khi mà đăng ký á, thì bạn đã đăng ký xác của một người đàn ông. Thì lúc mà nhận xác này á, là do là cái lúc đầu học là học về chân trước, cho nên á, là khi mà nhận cái xác á, thì là lật cái người, giống như là cái xác đó sẽ lật úp xuống các bạn, và chỉ cho học cái phần chân. Thì cái lúc mà kiểm tra cái phần chân á, thì bạn phát hiện rằng á, là cái phần chân của cái xác này nó teo một cách kỳ lạ lắm. Bạn không thể nào mà khi mà bạn mổ cái chân ra đó, thì bạn không thể nào mà nhìn thấy được cái mô. Cho nên á, là bạn bắt buộc phải tìm đến sự giúp đỡ của người thầy. Và khi mà thầy xem xong rồi, thầy kiểm tra cái danh sách mà cái xác hiến tặng đó, thì thầy mới biết rằng là cái xác của người đàn ông mà bạn đã nhận á, là xác này là bị liệt cái chân các bạn. Trước đây khi còn sống thì cái người thanh niên này bị liệt cái chân, cho nên nó là do cái thời gian mà ngồi trên xe lăn lâu như vậy thì thành ra là cái chân của cái xác này đã bị teo, teo cơ hoàn toàn các bạn. Và đặc biệt đó là cái người thanh niên này hút rất là nhiều thuốc lá. Thì khi mà nhận cái xác này thì tại vì do là cái chân không thể nào mà xem được những cái mô, những cái cơ á, cho nên nó là bạn này phải bắt buộc phải qua những cái xác của những người bạn cùng học khác để mà tìm hiểu, để mà thực tập các bạn. Và cho tới khi mà tìm hiểu về cái phần bụng, cái phần nội tạng và cái phần não á, thì bắt đầu sẽ lật cái xác lại. Bạn nói rằng là khi mà lật cái xác lại, bạn tìm hiểu về phần bụng thì bạn biết rằng cái bữa ăn cuối cùng của cái người thanh niên này, cái người đàn ông này là bắp. Tại vì trong bao tử của anh ta có bắp các bạn. Rồi cho tới khi mà giống như là học trên cái phần não á, thì bạn cảm thấy rất sợ, sợ dữ lắm, tại vì run tay khi mà thấy cái người đàn ông này chết không có nhắm mắt, mà mắt á, thì cứ mở trừng trừng các bạn. Thì khi mà nghe bạn kể lại như vậy á, thì cô mới nói rằng chết rồi. Vậy là có thể là cái vong đó đó, cái vong của cái người thanh niên đó đã theo con về. Tại vì con học mà, con học về cái cơ thể của anh ta, cho nên là có thể anh ta đã theo con về nhà rồi. Và cô mới hỏi rằng là những cái phần quần áo mà khi mà con bước vào trong cái phòng thực tập đó đó, là con có sử dụng luôn một cái bộ quần áo, có nghĩa là từ sáng tới chiều là bạn hả là đi học ở trường. Cô cũng có nói là tại sao con không đăng ký ban ngày mà con lại đến học buổi chiều tối như vậy, thì bạn nói là do bạn rất là bận, cho nên hả là xong những cái phần học ở trường rồi thì chiều tối bạn mới có hả cái thời gian để mà đến cái phòng thực tập mà mổ trên xác chết như vậy đó để học. Thì khi mà nguyên một ngày vậy là bạn mặc duy nhất chỉ có một bộ đồ thôi các bạn. Mà cái lúc mà vào trong cái phòng này á, thì sẽ có một cái bộ quần áo mà bằng giấy. Khi mà mình mổ á, là cái người này sẽ mặc vào để mà nhiều khi chất dịch gì nó văng ra thì nó không có dính vô cái quần áo của mình mặc. Cho nên nó là dính vào trong cái bộ quần áo bằng giấy đó. Và khi mà ra khỏi phòng này thì mình sẽ cởi cái quần áo bằng giấy đó ra, mình bỏ vào trong ngăn rác, rồi xong bạn sẽ về nhà ăn uống và ngủ nghỉ. Thì khi mà nghe cái lịch trình của bạn như vậy là cô hết hồn liền. Cô nói rằng trời ơi, tại sao con lại là mặc duy nhất chỉ có một bộ đồ. Cô dặn rằng là thôi bây giờ con đem theo một cái bộ đồ, xong rồi khi mà con vào trong cái phòng đó đó để con thực tập á, thì con thay cái bộ đồ đó ra, rồi con mặc duy nhất bộ đồ đó, xong rồi để ở ngoài cốp sau xe. Rồi hả là giống như là phải thay ra trước khi về nhà, phải thay ra, ý cô là như vậy. Thì bạn nói rằng do cái việc học của bạn rất là bận, cho nên nó là cái chuyện mà tỉ mỉ như vậy á, thì bạn làm biếng làm vậy đó. Thì cô mới nói rằng là con, má sẽ đổi cho con á, đi vào trong ngân hàng đổi cho con một cái bịch bạc cắt, để hả là khi mà bạn ở trong cái chung cư đó là nó có luôn cái phòng giặt, phòng sấy á các bạn, thì đổi cái bạc cắt đó để cho con bỏ vào để mà con giặt
hẳn cái bộ đồ đó đừng đem lên nhà và cũng đừng đem về nhà má giặt. Tại vì má sợ rằng đó là cái vong của người thanh niên đó theo con về. Cho nên hả là cái bộ đồ của con rất là hôi như vậy, má rất là sợ. Thì cô bày tỏ cái sự sợ hãi của cô á, thì bạn này nói rằng đó là con sẽ làm theo cái lời má vậy đó. Rồi xong cô còn nói rằng đó là những cái này là ngoài luồng, không phải là trong cái câu chuyện nha. Thì cô nói là những cái xác này nè, là có rất nhiều xác người ta hiến cho y học các bạn. Và những cái bạn sinh viên mà học ngành bác sĩ này á, là khi mà giống như là khi nghiên cứu xong rồi là sẽ hả là những cái phần cơ thể đã bị cắt ra rồi đó, thì sẽ bỏ vào trong một cái thùng riêng. Và sau khi mà xong cái khóa học đó đó, thì nhà trường người ta sẽ đem những cái xác đó người ta hỏa thiêu. Lúc đó thì sẽ có cha xứ đến làm phép cho họ. Xong rồi là cái phần tro cốt của họ các bạn, thì nhà trường sẽ trồng thêm một cái cây. Và những cái phần tro cốt đó là được chôn dưới phần gốc của cái cây đó. Thì cô mới nói rằng là thôi bây giờ là khi mà kết thúc khóa học rồi thì cô mới nói, tại vì cái bạn này cũng có nguyện với là cái xác của người thanh niên này đừng theo mình nữa, và hứa cố gắng là khi học mổ ra là sẽ không có cắt mà nát bấy cái phần xác của người thanh niên này. Cho nên là khi mà cuối khóa đó, thì cái lúc mà cô nghe rằng là bây giờ đã hỏa táng rồi, đã chôn dưới cái cây rồi, thì cô mới kêu rằng là thôi bây giờ con, tại vì cô vẫn còn nặng cái phong tục của Việt Nam các bạn, thì cô nói rằng là thôi con bây giờ con mua đồ, con cúng ở dưới gốc cây, đốt nhang khấn vái anh ta, cảm ơn anh ta. Thì bạn không chịu, bạn nói rằng là bây giờ giữa trường như vậy mà con đốt nhang, con khấn vái thì người ta, cái người Mỹ á, người ta nhìn thì người ta tưởng là con bị điên. Rồi con nổi lửa, con đốt nhang như vậy thì có khi người ta sẽ nghĩ rằng con đốt trường, cho nên nó là không có dám làm. Thành ra là cuối cùng á là cô nói rằng á là thôi mua trái cây á, rồi xong rồi mình vắt hoặc là mình để ở dưới gốc cây, thì một thời gian sẽ có chim và sóc là nó đến nó ăn các bạn. Thì sau khi mà hỏa táng xong thì quần áo của cô gái này á là đã không còn cái mùi thuốc lá nữa. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà cô gửi. Và tiếp theo một cái câu chuyện thứ hai. Cái câu chuyện này là khi mà bạn đã ra thực tập ở bệnh viện rồi các bạn. Thì cái bệnh viện này là có nhiều khoa, mà mỗi cái khoa là riêng một cái tòa nhà. Thí dụ như khoa nhi nè, hoặc là tai mũi họng, hoặc là sinh đẻ. Nói chung là có rất là nhiều khoa, thì mỗi khoa là nó sẽ riêng một cái tòa nhà. Thì bạn nữ này là đã thực tập trong cái tòa nhà mà cái khoa bệnh viện tâm thần đó các bạn, chị, cho những người bị bệnh tâm thần đó. Thì khi mà vào trong đây thực tập á, là nguyên một cái nhóm sinh viên, những cái bạn bè của bạn đã được á, là những cái anh chị mà ở khóa trước á, người ta rỉ tai, người ta nói rằng á, là trong cái tòa nhà này nè là cái hả là có ma các bạn, nhất là trong cái phòng nghỉ của sinh viên thực tập. Thì thành ra là khi mà nghe nói như vậy á, là hầu như rất là ít người vào trong cái phòng mà dành cho sinh viên thực tập nghỉ lại để mà nghỉ. Mà thường á, là mọi người sẽ tập trung ở ngoài một cái phòng chờ. Mà cái phòng chờ này á, là dành cho bệnh nhân nè, hoặc là thân nhân bệnh nhân, y tá, bác sĩ. Nói chung là tập trung ở phòng này, thì phòng này có máy mà bán thức ăn, rồi máy hả là thức uống rồi đầy đủ hết. Thì có một lần đó, hôm đó là bạn này trực đêm tại cái khoa này các bạn, thì cũng có nhiều người bạn khác rất là mệt mỏi, nhưng mà hầu như là không có ai mà đi vào trong cái phòng mà của thực tập viên, thực tập sinh viên để mà ở trong đó, không có nghỉ trong đó, mà ngồi ở ngoài phòng đó, mỗi người đều ôm sẵn một cái laptop để mà làm cái giáo trình nè, rồi chờ đợi để mà bác sĩ chính người ta gọi tên mình vào để mà mình học hỏi đó. Thì tự nhiên là có một cái cô người Mỹ, cô này là người Mỹ luôn, thì cô này thấy rằng ma, giống như là cổ nghe rằng những cái anh khóa trên nói, thì cổ không tin, cổ suy nghĩ cổ nói rằng ma là không có thật. Cho nên á là cổ thấy rằng á là có nhiều người nhà bệnh nhân đến rồi không có ghế ngồi á, mà phải ngồi xuống cái nền luôn á các bạn, để mà xem tivi á, thì cổ nói rằng á là thôi tôi không có ngồi ngoài đây đâu, bây giờ tôi mệt quá, tôi cần phải nằm xuống để mà tôi nghỉ, tôi ngủ một giấc để mà còn đỡ mệt nữa. Bây giờ chúng ta ngồi đây như vậy á, thì coi kìa, những cái người kia người ta không có cái chỗ ngồi mà người ta còn phải mệt mỏi, người ta ngồi bẹp xuống như vậy, thì thôi để tôi đi vào trong cái phòng mà dành cho sinh viên thực tập ở đó,
nghĩ lại đó, thì tôi vào trong đó tôi nghĩ một chút, ma cỏ gì, cổ nói vậy đó. Thì cái lúc đó cổ vào các bạn, con người Mỹ này vào, vào trong đó thì có một cái bàn lớn. Thì cái bàn này cổ để cái laptop và để cái ống nghe của bác sĩ á, để qua một bên. Cổ lựa một cái ghế dài để mà cổ nằm cho nó thoải mái. Thì cái lúc mà đang nằm, cổ hả là tầm khoảng một tiếng sau cổ chạy ra. Mà khi mà chạy ra các bạn biết ha, là trên mặt cổ tỏ vẻ sợ hãi mà khóc, cổ khóc rất dữ. Khóc mà gương mặt cổ hoang mang rất là nhiều. Thì mọi người hỏi rằng bị cái gì, thì cổ nói rằng cái lúc mà vào á, thì để laptop xong rồi cái ống nghe của bác sĩ qua đây, cổ nằm trên cái băng ghế dài. Thì lúc mà cổ nằm, cổ nghỉ, cổ mới vừa nằm khoảng chừng á, là chút xíu thôi, là giống như là chưa có đi hẳn vào trong giấc ngủ đâu, vẫn còn mê mê tỉnh tỉnh các bạn. Thì đột nhiên cổ thấy có một cái người phụ nữ, mà cái người phụ nữ này tướng tá là to lắm nha các bạn, mà mặc một cái bộ đồ bệnh nhân, mà từ ở ngoài cửa đẩy cửa bước vào. Thì khi mà cổ trong cái tỉnh mê đó đó, cổ thấy cái người phụ nữ đó đẩy cửa, tại nghe tiếng cửa cho nên cổ mới nhìn. Thì khi cổ nhìn đó là cổ thấy rằng cái người phụ nữ đó đi xăm xăm lại cái chỗ mình đang nằm các bạn. Và cái lúc mà đi xăm xăm lại, cái bà này mới chụp cái ống nghe mà cái tai nghe bác sĩ đó, chụp hả là quất túi bụi vào mình của cái cô sinh viên người Mỹ này, đánh hả xong rồi dùng cái ống nghe đó đó xiết cái cổ của cô này và nói rằng get out, mà chửi bằng tiếng Mỹ á, là giống như là cút ra vậy đó. Thì khi đó hả là cổ vùng vẫy, cổ la rất là dữ, mà trong đó thì đâu có ai đâu, cho nên đó là đâu có ai biết các bạn. Cho tới khi mà một hồi cổ vùng vẫy được rồi, cổ ngồi dậy được rồi, chạy thục mạng đi ra ngoài, mà vừa chạy vừa khóc các bạn, gương mặt hả là coi như xanh nha. Mà đặc biệt rất là ghê ở cái chỗ là ở trên cổ của cô này á, là có rất là nhiều cái dấu đỏ giống như là bị xiết cổ á. Mà cái lúc đó mọi người cùng đi vào thì hoàn toàn không có gì trong đó, mà cái laptop và cái ống nghe bác sĩ đó vẫn còn để trên bàn y như là cái vị trí cũ. Thì hỏi các bạn làm sao mà cái trên cổ của cô này có rất là nhiều lằn, mà lằn giống như là lằn dây bác sĩ mà xiết vậy. Thì lúc đó cổ rất sợ các bạn, sợ dữ lắm. Và sau đó ha, là mọi người biết rằng á, là trong những cái anh sinh viên trên á, là đã rỉ tai nhau cái lời đồn có ma là đúng các bạn, cho nên ai cũng hả là sợ hãi hết. Nhưng mà sau này á, là khi mà cái bạn nữ này, cái bạn nữ mà con của cô gửi chuyện về đó, thì bạn này có cái tâm rất tốt các bạn. Cô có hỏi, cô hỏi rằng á, là con học bác sĩ như vậy, rồi con sinh sống tại Mỹ, sinh ra tại Mỹ, thì con có tin á, là ma có thật hay không? Thì bạn nói rằng bạn tin. Và bạn, cô hỏi rằng con đã từng thấy hay chưa, tại vì bạn này bây giờ đã ra đi làm bác sĩ rồi. Thì bạn nói rằng á, là có nhiều khi trực đêm á, thì có nhiều lần cô có nhìn thấy những cái bóng trắng đứng xa xa hoặc là đứng nhìn bạn. Nhưng mà do là cái lúc đó thì, cái lúc đầu thì bạn sợ thiệt á, nhưng mà sau này thì bạn đã không còn sợ nữa, tại vì bạn nghĩ rằng đơn giản những cái bóng ma đó đó là trước khi họ chết thì họ cũng là con người như mình, cũng là con người cũng có máu thịt như mình vậy đó, cho nên đó là mình không có gì phải sợ họ. Và mỗi lần mà nhìn thấy như vậy á, là bạn đều khấn vái, bạn nói rằng á, là xin đừng có chọc ghẹo, đừng có nhát tôi. Tại vì tôi á hả là học và tôi làm á là để giúp người thôi, cho nên nó là xin đừng nhát, thì họ lại biến mất các bạn. Thì đây là cái câu chuyện của một cô đang sinh sống tại Mỹ đã gửi về cho Thi. Các bạn thấy không, nhiều khi á hả là ở bên Mỹ người ta, có nhiều người người ta không tin đâu, nhưng mà những cái vong bên Mỹ thiệt sự với các bạn rằng rất là hung dữ. Các bạn xem những cái bộ phim Mỹ các bạn thấy không, toàn là kinh dị, toàn là hả là dữ tợn không à. Và người làm phim, mặc dầu người ta có hư cấu thiệt đó, nhưng mà họ đều dựa trên những cái dữ liệu có thật để mà họ làm phim cho chúng ta. Thành ra là đừng có nói rằng là các nhà khoa học không tin có ma, chưa chắc đâu nha các bạn. Những người Mỹ họ nhiều khi họ trải qua còn kinh dị hơn, những cái gì mà họ trải còn kinh dị hơn đó là người Việt Nam mình nữa. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và tiếp theo một cái câu chuyện này thì mới vừa được nghe.
Giống như cái chuyện rắn ngày hôm qua đó, thì cái chuyện này Thi mới vừa được nghe và chuyện này đang rất là hot ở khu vực Bò Cạn và Trư Rông. Chứ chỗ này thì có rất là nhiều vườn chè, các bạn không biết rằng các bạn có nhớ hồi năm rồi á, mà cái lúc mà Thi khang tiếng mà Thi mới vừa nói lại được á, thì Thi có kể chuyện Thi ngồi ở ngoài vườn chè. Thì cái tập đó hình như là cái tập đạp răng quỷ ở Trà Vinh. Không biết rằng có chính xác cái tựa hay không, nhưng mà Thi nhớ mày mại là như vậy. Thì cái chỗ ngồi của Thi cách đây một năm trước bây giờ người ta đã rào lại, Thi không có thể nào vào trong vườn chè để mà ngồi được nữa. Và ngay cái chỗ mà Thi kể, cái lần trước Thi ngồi Thi kể là ngay cái chỗ đó cách không xa bây giờ, hiện tại bây giờ là có một cái miếu. Và cái miếu này các bạn biết hả, khi mà Thi đi tìm cái chỗ để mà ngồi kể chuyện á, là chồng Thi nói rằng á, là thôi bây giờ mình đi vô trong vườn chè hồi năm rồi, mình vô mình ngồi kể là trong đó cũng vừa vắng vẻ, cũng không có ai nhìn thấy đỡ mắc cỡ. Thì khi mà đi tìm á, thì khi tới á, nó ủa sao kỳ á, bây giờ người ta đã rào lại, người ta không cho người khác vô, mà ngay cái chỗ đó gần đó lại có một cái miếu. Thi nhìn nó, ủa anh, hình như hồi năm rồi á, là đâu có cái miếu này đâu. Cho nên nó là khi mà ông nhìn nó thì ông nói ừ đúng rồi, năm rồi không có cái miếu này. Mà cái miếu này các bạn biết ha, có rất là nhiều đồ cúng trong đó. Người ta cúng trái cây, bánh kẹo, nước suối, nước ngọt rất là nhiều. Thì Thi thấy lạ lắm, Thi nói rằng ủa kỳ ta, không lẽ có chuyện xảy ra cho nên người ta mới lập miếu như vậy. Thì khi mà về hỏi mẹ chồng á, thì mẹ chồng mới kể rằng á, là cái miếu đó đó là có cái bà đó, bà lập ra để cho một cái thanh niên. Và cái người thanh niên này là dân Sóc Trăng, các bạn, là người dân tộc ở Sóc Trăng lên đây để mà đi làm rẫy chè trên đây nè. Thì anh thanh niên này á, là không biết là do bệnh hay là do bị tai nạn gì đó, là anh này đã chết. Và khi chết á, thì chủ hả, cái chủ điền trà này, người ta có gọi điện về ở dưới quê của anh á, là để cho lên rước xác anh về chôn cất. Thì người chủ này cũng có cho tiền để mà mua hòm các bạn, và cũng có thêm một cái khoản tiền để cho gia đình lo hậu sự, nói chung cũng ít chứ không có nhiều. Nhưng mà do là gia đình người ta cũng nghèo cho nên người ta không có tiền để mà mời thầy để mà đưa cái vong anh này về Sóc Trăng. Cho nên á hả, là khi mà anh này mất, các bạn biết rất là linh dữ lắm, cho nên người ta mới lập miếu. Mà cái miếu bây giờ, hiện tại bây giờ các bạn đi ngang các bạn sẽ thấy rất là nhiều đồ ăn thức uống trong đó. Thì Thi nghe kể một cái câu chuyện là có một cô cũng là khách du lịch các bạn, khi mà thấy vườn chè đẹp như vậy đó thì cô này cũng vào rồi chụp hình ha, chụp hình rồi xong rồi cũng ngắt những cái lá chè, tại vì những cái lá chè xanh đẹp dữ lắm, thì cô này cũng có ngắt vài lá. Thì bắt đầu cái ngày hôm đó về là cô này bị hành rất nhiều các bạn, bị hẳn cái vong thanh niên này nhập vào và quậy phá rất là nhiều. Nói rằng á hả, là cái xác này nè, là đi vào trong cái vườn trà của người ta, đi vào trong đó chụp hình không nói, mà còn hái lá trà của người ta, biết người ta trồng cực khổ lắm hay không. Bây giờ á là phải bắt cái xác này á, là đi đến xin lỗi cái người chủ của cái hả, là cái rẫy trà đó đó, thì cái vong này mới tha, mới chịu xuất đi. Thì gia đình của cái cô đó đó là đã đồng ý, thì cái xác này xuất, cái vong này xuất ra các bạn, và cái cô này tới tìm cái người chủ của cái vườn trà đó đó xin lỗi. Mà cái người chủ đó hoàn toàn không hề biết gì luôn, khi mà được xin lỗi là không biết làm sao, mà tại sao cái người này lại đến xin lỗi mình nữa các bạn. Thì khi kể ra thì mới biết rằng à, cái vong này á là đã nhập vào trong xác này, đã hành, đã phá rất nhiều. Và còn nói thêm rằng á, là bây giờ cái vong đó đó là hiện tại đang ở khu vực đó nha, mà còn ở thêm hai, ở chung với lại hai cái vong khác mà cai quản nguyên một cái khu vực vườn trà luôn. Cho nên ai mà vào mà hái trà, mà quậy trà đó thì sẽ bị phá, bị hả, là bị hành như vậy. Thì thành ra hả, là người ta bây giờ cái vụ này đang rất là hot. Hôm qua Thi có kể trên livestream của mình đó, thì có nhiều bạn ở khu vực Gia Lai, có nhiều bạn biết luôn á các bạn. Thì cái người mà lập miếu cho cái thanh niên này nè, lại không phải là cái người chủ của anh này khi mà anh này còn sống, mà lại là cái bà mà giống như là bà thấy anh này linh quá, cho nên đó là bà đã lập một cái miếu ở ngay cái góc đất. Nếu mà chúng ta chạy ngoài đường đi ngang sẽ thấy liền các bạn. Thì khi mà cái người này lập, nhưng mà cái bà này lại không có cái vườn chè, nhưng mà bà này lại có một cái người em bán đồ ngoài chợ á, thì cái vong này nói rằng á hả, là do cái bà này nè lập miếu cho ảnh, cho nên hả, là do bà này không có kinh doanh
thành ra hả là tôi không có hả là phù hộ được, nhưng mà tôi phù hộ cho cái người em của bà bán ngoài chợ á, là buôn bán rất là đông khách. Trời ơi, các bạn biết hả, khi mà Thi đi ngang ha, xong cái Thi cũng thắc mắc lắm, Thi về Thi nói mẹ Thi, cái mẹ Thi kể cho Thi nghe cái câu chuyện đó, Thi nói trời ơi, hèn chi hả là người ta cúng mà, trong cái miếu người ta cúng rất nhiều luôn các bạn, tại vì Thi đi rất nhiều nơi, Thi đi nhiều lắm, cho nên đó là khi mà đi ngang những cái miếu á, thì ngoài cái miếu Ba Cô ở đèo Bảo Lộc á, thì cúng nhiều ha, nhưng mà đây là cái lần đầu mà Thi thấy rằng á, là người ta cúng cho cái miếu này rất là nhiều đồ ăn, tại vì hả, Thi thấy nhiều miếu lắm rồi, hầu như là coi như là hiu quạnh lắm các bạn, không ai cúng. Lâu lâu thì có người đốt cho vài ba cây nhang, rồi có người đốt cho vài điếu thuốc, chứ không có nhiều như miếu này đâu. Thì hả là đây là cái câu chuyện mà Thi mới vừa nghe được, và hiện tại cái vong này vẫn còn các bạn. À, khi mà Thi kể vậy không biết có nghe không, tại vì gần đây. Thành ra là hả cũng hơi ớn ớn, muốn chung vô kể lắm nhưng mà người ta rào rồi. Cho nên đó là không vào trong đó để kể được, mà kể gần cái miếu vậy cũng hơi ớn lắm, dầu rằng là kể chuyện ma nhiều chuyện thiệt nhưng mà cũng nhát lắm các bạn ơi. Thôi bây giờ là chúng ta ngưng tại đây các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn ở tập 454, Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người á một buổi tối vui vẻ bên gia đình của mình, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.